chị 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 chị. Ô, cô Si, em sang đây à? Chị làm gì á? Ô, chị đang vẽ tranh đấy. Ô, sao chị vẽ tranh? Ô, em hôn đây, em không biết à? À đúng rồi, chị quên chưa bảo với em. Em chưa vào kênh mới của chị đúng không? Bây giờ nhá, chị mới có kênh mới là kênh Su Bi TV. Kênh này á, chị sẽ chuyên đồ tượng này, chị sẽ chuyên vẽ tranh này và làm slam nữa. Nhớ phải vào á, đăng ký cho chị nhá, like share cho chị đấy. Mà em sang đây chơi. Ơ, anh quay đang quay này. Xin chào tất cả em. Các em ơi, chị mới có một kênh mới đấy. Đấy là kênh Su Bi TV. Các em vào đăng ký, like, share và ủng hộ chị nhé. Những bạn nào mà thích xem tô tượng này, thích vẽ tranh này và thích làm slam thì hãy vào kênh đấy nhá. Kênh đấy của chị sẽ chuyên như thế luôn, chỉ có làm về tô tượng này, vẽ tranh này và làm slam thôi. Kênh đấy chủ yếu là chị làm thôi, thi thoảng chị sẽ cho bạn Su ké tí, được không em? Các em nhớ nhá, hãy vào đăng ký này, like, share và ủng hộ chị nhá. Được không? Nhớ đấy, để chị sớm có nút lạc, được không nào? Cảm ơn các em, xin chào tạm biệt. Nhớ vào kênh của chị nhá, Su Bi TV.